100 và rất là uy lực đến từ một con siêu phẩm Denon 7.5L. Đúng bộ của nó luôn nha. Bao gồm cặp loa SC E727R. Đây, zoom lại cho các bạn xem rõ hơn về cái tem của nó ở phía trước, được in trên cái phần thân gỗ thịt. Đó, một cái loa 3 đường tiếng rất là ngầu luôn. Và các bạn có thể hình dung loa 3 đường tiếng bởi vì cục súp nó nằm ở bên trong, ở phía sau cũng có thùng loa, làm cho cái loa nặng lên tới 8,5 kg và công suất 200W. Mặc dù cái kích thước khá là gọn ha, nhưng mà có một cái chiều sâu rất là ấn tượng. Em mình nói luôn cho các bạn về cái phần kích thước trước nha. Các bạn hình dung để bày trí ở trong cái không gian của chúng ta. Chiều cao là 33, chiều sâu là 32, tính luôn phần lưới. Và bề ngang là 19,5. Mỗi loa nặng 8,5 kg, công suất từ 100 cho tới 200W. Và ở phía sau được trang bị đây, bắp chuối mạ vàng hai cầu. Đó, đây phần tem đầy đủ nè. Nổ thông hơi nằm ngay phía sau này, thì các bạn có thể để cách tường một chút để nó đánh dội vào tường ha. Loa rất là sâu, đây là một trong những cái loa sâu nhất của Onkyo. Và tỷ lệ thì nó rất là nặng nữa, nó rất là đặc. Và gỗ thịt được sơn bóng rất là đẹp luôn, các bạn thấy. Bây giờ đang có ánh nắng mặt trời rọi vào nên nó hơi vàng xíu. Đây các bạn, màn là màn nhôm ha, bát 15, nhưng mà có một cái hậu súp ở phía sau và có một cái vách ngăn rất là dày. Đây là một công những cái con VIP nhất rồi. Nói về phần âm thanh thì nó cũng thuộc hàng đỉnh nhất. Tất cả những cái tinh túy của hãng được đầu tư vào trong đây. Và giá thành của tất nhiên cũng là thuộc hàng cao nhất và cũng là cái mặt hàng bán chạy trong cái hàng nội địa, trong cái dòng cao cấp miền Trung. Con này nó còn, nếu mà xét về cái tỷ lệ bán thì nó còn cái số lượng bán ra thì nó còn cao hơn cả 7002 của Kenwood nha. Rồi nếu đang nói về cái những cái dòng cao, những dòng VIP đỉnh nhất của hãng thì hiện tại mình cũng đang có con Sony 919 các bạn nha. Đây, Sony 919. Bữa giờ về hàng rất là nhiều, có làm một clip tổng hợp vài chục con thì bán cũng vơi vơi rồi ha các bạn. Đó, cũng trống kệ rồi, còn vị trí cũng trống bớt rồi. Từ dàn trung, dàn mini bữa giờ bán cũng rất là nhiều ha. Và tiếp tục tới một con VIP này, mình lên sóng cho các bạn. Đó, các bạn thấy cái phần thân máy nè, đây. Nó loa và máy nó sâu bằng nhau luôn. Đó, cái tỷ lệ rất là VIP luôn ha. Còn cái mặt là mặt phay nhôm, phân xước ngang. Nắp cũng bằng nhôm, màu xám. Đó, màu xám lông chuột, hai cái má ốp hai bên, dạng trang trí. Đó. Còn bóng bẫy rất là đẹp luôn nè các bạn ơi. Âm ly của chúng ta, một cái âm ly chính nè, đánh được hai kênh AB, đánh bốn con MOSFET, mà cái dòng cao nhất của MOSFET đặt tên là Ultra 2, với một cái tỷ lệ chính xác cao nhất luôn nha, và cái công suất cực kỳ mạnh mẽ. Con này tiếng rất là sáng. Chỉnh được bass treble ở đây, đó, bass treble vặn chỉnh nè, ba lăng trái phải. Còn ở đây là chế độ loudness mà mình đang bật lên để mà chơi cái nhạc mạnh nha. Loudness là tăng bass treble lên. Cái cường độ rất là mạnh, cường độ rất là lớn luôn. Còn đây là chỉnh chuyển cổng. Chúng ta đang chơi cổng AUX và kết nối với hộp Bluetooth này. Và hộp Bluetooth này mình đang tặng kèm cho các bạn luôn nha, để mà các bạn chơi full tính năng thêm một cái tính năng Bluetooth nữa, Bluetooth 5.0. Và đi ngay vào phần giá thành luôn cho các bạn nha. Hôm bữa là mình có báo giá chung trong cái clip tổng hợp là 14.500.000. Clip tổng hợp nếu ai chưa xem thì xem lại, tại vì có một số mặt hàng mà các bạn có thể tham khảo. 14,5 triệu. Và mình tặng kèm cho các bạn nè, biến áp nè, cục đổi nguồn nha. Cục đổi nguồn để cho các bạn xài, các bạn cứ yên tâm mà xài. Bảo hành 3 tháng toàn bộ máy và cả những cái gì tặng kèm cũng được bảo hành luôn. Ship code toàn quốc. Đó, chỉ cần gửi cọc thôi, con này gửi cọc 1 triệu thì ship code toàn quốc ha. Được xem hàng trước khi nhận. Và tặng kèm luôn cái hộp Bluetooth ở trên kia nha. Dây nhợi thì tất nhiên là đầy đủ. Tặng một đĩa MD cho các bạn, mà một cái đĩa này là cái đĩa tiếng á, một cái đĩa cũng khá là hay luôn, đĩa gốc luôn nha. Nhạc như là nhạc jazz, là nhạc hòa tấu gì đó, đĩa của Nhật. Và tiếp tục tặng kèm một cái CD cho các bạn để các bạn test máy ha. Đấy, rất là full luôn, dây nhợi nè, và dây của Nhật hết nha, dây loa của Nhật, dây AUX của Nhật. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với phần test âm thanh và mình sẽ chơi cái phần CD nha. Đang chơi bài số 6 nè, cái màn hình khá là sáng rõ, mình trả về bài số 1 đi. Cái đĩa này trầy nát luôn á các bạn, nhưng mà đọc còn rất là mức. Chuyển động CD.
phần bắt trép mình đang để cân bằng ha các bạn. Còn cái phần lau nét mình đang bật đó, các bạn có thể tắt nó nếu mà ở trong không gian nhỏ gọn, hoặc là các bạn muốn nghe ở một cái mức độ vừa phải hơn. Nhưng mà thực tế nếu mà các bạn cảm nhận cái con Denon này, các bạn sẽ có một cái phần trữ tình hoặc là những cái giọng hát khá là ngọt, cũng khá là bất ngờ. Đó là con này nó không có đưa quá cao nhưng nó cũng rất là chân thật các bạn. Cái giọng hát rất là ngọt nha. Các bạn hãy để ý từ một cái đĩa rất là bình thường như vậy, nhưng mà cái giọng hát ca sĩ thì cũng khá là nhấn nhưng mà không có bị quá cao. Và đó là một điểm rất là hay. Còn bass thì đánh sâu mềm, bởi vì chúng ta có một cái cục súp ở phía ở bên trong. Tiếng bass nó đủ sâu chứ nó không có bị quá gắt. Còn mà hay tới lúc mà bật chế độ mà qua chuyển qua nhạc mạnh thì hai cái bass này nó hoạt động. Cái này cái bass giải bass cao, còn cái kia cái giải bass sâu hơn nha, để các bạn dễ phân biệt. Đây nè, mình lấy đĩa cho các bạn xem nha. Đó. Trầy nát luôn nè, thấy không, thấy không? Đĩa nhạc giờ dạ Vũ Xuân. Không phải là đĩa gốc nha, nếu mà đĩa gốc thì chất âm nó sẽ hay hơn, tất nhiên rồi. Nó play mở đi cho các bạn test. Rồi, trước khi quay trở lại đây mà đi đọc rất là nhanh nha. Trước khi quay trở lại phần này thì mình xin nói một xíu về phần cái âm ly. Tại con này đánh được hai kênh AB, có nghĩa là đánh được hai cặp ha. Hiện tại mình đang sử dụng một cặp A và còn mở thêm được một cặp B để các bạn nhấn vào. Sử dụng hai cặp thì nhấn đó, có nghĩa là chơi được hai cặp loa cùng một lúc. Nhưng mà thường người ta sẽ sử dụng để làm một cặp bổ trợ nếu các bạn cần tăng thêm cái bằng siêu trép, hay là các bạn cần một súp hơi hay gì đó vân vân. Thì đây là một cái sự để mà bổ sung cho các bạn chơi một cái không gian âm thanh rộng hơn, hoặc là một tiếng trap cao hơn nữa nếu các bạn muốn. Nhưng mà thật sự là nếu cái này thì nó đã fit vào thì một cái dòng cao nhất của bạn nó tính toán rất là chi tiết rồi. Nó mang về cả cái sự tinh túy và công nghệ cũng như là một cái sự cạnh tranh với những hãng khác nữa. Do đó nó được mang đầy đủ hết luôn. Còn cái thớt này là thớt tuner ha. Chúng ta về chúng là thứ nhất là nó mang cái hình thức trang trí nữa thôi, cho nó đủ full 4 thớt thì các bạn mới bày ngang như vậy được. Còn nếu mà 3 thớt thì bắt buộc phải bày cao lên. Còn 4 thớt thì vẫn bày cao lên được ha. Nhưng mà được cái thêm cái tính năng là bày bày ngang. Với cái bày ngang của bộ này các bạn đặt hiện tại đặt giống như mình đang để trên bàn như vậy là 90 cm các bạn nhé. 90. Chiều sâu nãy mình có đề cập là chiều sâu là loa với máy nó sẽ bằng nhau, là 33 cm, 33 luôn ha. Có thêm cái phần lưới vào nữa. Hiện tại này nè, đó, có thêm cái phần lưới vào nữa thì nó sẽ bằng luôn. Còn cái phần chiều cao là 33 luôn ha. Các bạn dễ nhớ, cao sâu bằng nhau 33. Và rồi, đây tất cả các nút này đều bằng nhôm hết và nó làm có hai cái khía, một cái màu ở đây là nhôm phay, còn ở đây là nhôm sơn. Đây cũng vậy, những cái nút này cũng vậy các bạn. Rồi, đĩa MD đang chơi nè, bật qua. Một cái đĩa nhạc ra, nhạc gốc. Cái đĩa gốc vẫn chất của nó làm thành rất là chi tiết các bạn nhé. Và đây là cách chúng ta có thể bày trí theo một kiểu khác đi, tức là nghĩa là bày để lên, để thớt lên ha các bạn, để thớt lên nhau. Đây. Rồi, đây. Đó. Và các bạn có thể quan sát kỹ hơn là chúng ta có thớt dày, thớt mỏng, thớt dày, thớt mỏng, các bạn hãy bố trí như sao cho nó hợp lý nha. Thớt dày, thớt mỏng. Nhưng khi mà các bạn đặt bài ngang thì chắc chắn là hai thớt dày phải đặt ở bên dưới rồi, hai thớt mỏng chúng ta đặt trên. Còn như vậy thì cũng là một cách đó, nhìn nó rất là ngầu luôn. Bốn thớt này là thớt rời, nguồn điện rời 100V và mắc in ra băng toàn bộ ha. Mắc in 4 ra băng. Thớt rời, nguồn điện rời, có nghĩa là các bạn có thể chơi độc lập. Ví dụ như các bạn giờ mình ngưng đi nè. Thì các bạn muốn chơi thớt nào thì mở nguồn thớt đó lên. Rồi các bạn cũng có thể xách cái thớt này đi chơi với một cái âm ly khác,
Đó, có nghĩa là mỗi thớt là một tính năng và có thể chơi độc lập. Và cái thớt MD này, như chúng ta đang chơi đĩa thì các bạn cũng có thể làm giải mã cổng quan, có hai cổng quan, một hai đó, gạch qua, muốn xài cổng nào gạch qua cổng analog luôn. Rồi chúng ta bấm nút rác này để giải mã nha, để giải mã chỉ cần bấm nút này thôi là thao tác xong thôi nha các bạn. Đây ở phía sau các bạn sẽ thấy rõ hơn nè, cổng quan số 1, cổng quan số 2 kế bên, mình tăng sáng lên xíu đó, cổng quan số 2 kế bên. Cổng này cổng analog nhất xuất nè, cổng analog nhận. Thì con này là một cái đầu giải mã trung gian cho bất kỳ cam ly nào luôn. Và nãy mình có nói bốn thớt rời, nguồn điện rời thì nó đều có một cái ổ, nó có cái ổ cắm nối điện ở đây nè, 1 2 3 ổ cắm nối. Thì ba thớt này các bạn có thể cắm nối vào trong cái phần âm ly, xong sau đó cái dây cuối cùng từ âm ly đi ra cái biến áp thôi, và cái biến áp mình có tặng cho các bạn, rất là tiện ha. Và các bạn thấy bắp chuối thì mạ vàng rồi, cái này thì miễn bàn rồi. Còn xuống sâu ở bên dưới một chút để mình zoom cho các bạn xem nè, các đây các trạm AV trên 5 ly đều được mạ vàng tại vì dòng cao nhất rồi. Thứ nhất là nó mạ này á, là cái tín hiệu truyền tải và là tốt nhất rồi. Cái thứ hai là rất là bền bỉ nữa ha, nó rất là bền. Ở đây chúng ta có dách bắp chuối dành cho loa, thì ở phía trên là cặp A, bên dưới là cặp B các bạn nhé, hai cặp. Ở đây loa của chúng ta, cái bộ này các bạn chờ mình xíu, nãy mình có báo giá một lần rồi ha, là 14 triệu 500 ngàn, một cái mức giá cực kỳ tốt so với trên thị trường luôn. Hiện tại các bạn có thể sạch giá ngay con này là từ 15 triệu rưỡi, có nơi là 17 triệu. Và mình có tặng kèm cho các bạn là biến áp nè và hộp Bluetooth, hai món đó là hơn 300 ngàn rồi, cộng với dây nhợi của Nhật đầy đủ hết ha. Rồi một cái đĩa MD, một đĩa CD luôn. Các bạn có thể tham khảo thông tin của con này ở trên mạng rất là nhiều, bị 7.5L rất là VIP, và đặc biệt là cặp loa này, cặp loa 727R lúc mà bán ra thì nó có một số phiên bản loa. Còn phiên bản 727R này là phiên bản cao cấp nhất. Thứ nhất là nó nặng, chất đẹp và âm thanh rất là hay, công suất rất là lớn, có sub ở bên trong. Nó vừa mang một cái hình thức là sưu tầm nữa các bạn, vừa chơi nhạc vừa sưu tầm. Ở đây chúng ta có đầy đủ thông tin tham khảo ở trên trang của Nhật nha, Audio Database, và được viết bằng tiếng Nhật, các bạn có thể dịch qua tiếng Anh hoặc là tiếng Việt. Đây cặp loa nè, và có giá thành ở bên dưới rất là đầy đủ, chưa tính thuế tại Nhật. Thì theo cách của mình đây, theo tính nè, mình cộng lại cho các bạn đầy đủ nha, âm ly, CD, tuner, MD, thì luôn cặp loa là 315.000 yên. Sorry, đang bị sáng quá. 315.000 yên là bao gồm thuế 10%, thì thời điểm ra mắt tầm khoảng 3.150 đô tại thời điểm ra mắt nha các bạn. Nói chung là cho các bạn hình dung cái giá thành mà nó xuất xưởng ra, và thông số kỹ thuật cũng như là thông tin đầy đủ trên trang Audio Database. Và mình sẽ test một bài nhạc nhẹ nữa trước khi kết thúc bài test của chúng ta ngày hôm nay, chắc là test nhạc thông qua hộp Bluetooth nhé. Vì cái tính năng này thật sự là cái tính năng các bạn vẫn sử dụng có thể là gọi là nhiều nhất, và nó cũng thông dụng nhất luôn. Rồi, Bluetooth mình tặng kèm cho các bạn nó cái hộp đó ha, dây nhợ cho các bạn kèm theo luôn, chuyển qua cổng AUX mà chơi thôi. Ví dụ các bạn đang không chơi những cái thớt này, các bạn phải tắt nó đi đó. Thank you.
nhạc guitar rumba mà chúng ta đang chơi trên YouTube, thì các bạn có thể cảm nhận được cái âm bass của nó rất là khỏe luôn và đủ cái độ sâu mà các bạn nghe cảm giác nó thoải mái. Còn treble thì bao nhuyễn rồi, các bạn có thể tăng treble thêm trên cái phần âm ly, mà mình đang bật chế độ loudness tăng bass treble rồi, còn có thể cộng dồn thêm bass treble bằng cái nút vặn chỉnh nữa. Ok, với giá thành 14.500.000 là cực kỳ tốt so với thị trường luôn, và hàng đẹp nhé, hàng đẹp, có phụ kiện kèm theo cho các bạn. Và các bạn hãy vào Zalo, Facebook, website hàng được nhiều vụ.com, mình có để số điện thoại ở bên dưới, hoặc là cũng thể lại địa chỉ số 1D đường 12 phường An Lạc, quận Bình Tân để xem hàng trực tiếp và chở hàng về luôn cũng được ha. Đó. À, các bạn nếu mà trồng cao thì các bạn sẽ thấy được cái chân của nó, bốn cái chân của nó đều có cái phần nhôm ở giữa, cái ruột là bằng nhựa, còn xung quanh là nó ốp một cái phần nhôm vân xước cũng như là màu vàng, nhìn khá là đẹp và nói chung là nó làm khá là cao, nhìn khá là ngầu ha, nó đôn cái bộ chân lên nhìn khá là ngầu.